YouTuber Đức Bất Trần Channel gửi lời chào đến toàn thể quý vị các bạn. Kính thưa quý vị các bạn, hôm nay Đức Bất Trần Channel đang có mặt ở tại khu vực của cầu cảng của bến tàu Vạn Ninh. Ở đây là cái chợ hải sản Vạn Ninh cũng như là cái bến tàu Vạn Ninh để đưa du khách tham quan về đảo Điệp Sơn, một cái du lịch rất là hot trong khoảng 5 năm trở lại đây. Ngoài ra thì đây cũng là một cái bến cảng về hải sản rất là nổi tiếng. Ở đây thì nằm cách với trung tâm thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa khoảng 65 cây số và nằm cách với đèo Cả, ranh giới của Phú Yên và Khánh Hòa khoảng 30 cây số. Đến đây thì du khách có thể đi tàu để chúng ta qua bên đảo Điệp Sơn. Nếu mà chúng ta đi bằng cano thì chúng ta đi khoảng chừng 20 phút. Nếu ta đi tàu gỗ thì khoảng chừng 40 đến 45 phút chúng ta tới. Và ngay bây giờ xin mời với toàn thể quý vị các bạn cùng đồng hành với Đức Trần Channel. Chúng ta sẽ di chuyển qua đảo Điệp Sơn, nơi được mệnh danh là đảo Bắc Nam cũng như là con đường nằm giữa biển. Ok, let's go. Thì Điệp Sơn, vậy thì Điệp Sơn được mệnh danh là Mirror thu nhỏ của Việt Nam. Ngoài ra nó còn đặc biệt hơn thì ở một hòn đảo này nó có một đoạn đường xuyên biển dài khoảng tầm 700 km. Thì đảo Điệp Sơn cách trung tâm thành phố Nha Trang khoảng 6 km, và chúng ta di chuyển bằng xe ô tô tầm khoảng 1 tiếng rưỡi. Và khi chúng ta di chuyển đến bến cảng Vạn Giả thì chúng ta sẽ lên di chuyển lên cano, và cano sẽ đưa chúng ta trong khoảng tầm 20 phút và sẽ đến đảo Điệp Sơn. Thì đảo Điệp Sơn hiện đang nằm trong vịnh Vân Phong thuộc thị trấn Vạn Giả, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Thì trên đảo này khoảng có 100 hộ dân sinh sống và có khoảng 400 dân cư họ ở trên đảo này. Thì ngôi đảo này còn rất là hoang sơ và chưa có được nhiều sự đầu tư dịch vụ của du lịch. Dạ. Thì bây giờ xe của chúng ta sẽ di chuyển đến với ra khỏi trung tâm thành phố để chúng ta có thể đến gần hơn với đảo Điệp Sơn. Thì trên đảo Điệp Sơn này thì nó có nó nằm trong dãy bao gồm ba hòn đảo, đó là đảo Hòn Đuốc, Hòn Giữa và Hòn Biệp. Thì Hòn Biệp cũng gọi là Điệp Sơn. Thì cái tên này mọi người rất là thắc mắc tại sao nó lại gọi là Điệp Sơn. Thì đầu tiên cái hòn đảo này có tên là Hòn Biệp. Thì ngày xưa ở đây có rất nhiều con chim biềm biệp sinh sống ở đây, ở chợ về nó bay tới bay lui ở khu vực này. Thì người dân ở đây người ta gọi là biềm biệp, nhưng mà khi gọi tới gọi lui và người ta đã bị gọi lái qua gọi là điệp, nên ở đây được gọi là Điệp Sơn. Và diện tích của hòn đảo này là 150 hectare, trong đó có 70 hectare là đất liền và 80 hectare kia là đầm vịnh. Thì khu vực này người dân ở đây người ta sinh sống và làm việc bằng việc đánh bắt nuôi trồng hải sản như là nuôi hàu, nuôi cá bớp và cũng như là nuôi tôm hùm. Nhưng đặc biệt ở đây không phải là chuyên về nuôi tôm hùm giống như đảo Bình Ba và đảo Bình Hưng. Người ta chỉ nuôi giống và để di chuyển các con giống này về các đảo khác để nuôi và hình thành tôm hùm lớn hơn ạ. Thì trên cung đường chúng ta đi, chúng ta sẽ di chuyển qua trước khi đến với lại vịnh Vân Phong, chúng ta sẽ di chuyển qua đầm Nha Phu. Thì bây giờ xe đang di chuyển trong trung tâm thành phố, chúng ta chưa thấy được đầm Nha Phu. Thì khi anh chị đi ngang qua di chuyển đoạn đường này, em sẽ chỉ rõ hơn và nắm bắt được nhiều thông tin hơn khi chúng ta rời khỏi thành phố xinh đẹp này ạ. Tầm 5 phút nữa thì mình sẽ đến bến cảng Vạn Giả và mình di chuyển xuống cano và đi qua đảo ạ. Và em sẽ có một lưu ý nhỏ nhỏ để chúng ta có chuyến đi tham quan có thể thuận lợi và vui hơn ạ. Thì đây là vào mùa hè, thì ở đây thì nó có ở vùng biển đảo mà nó có sẽ có sứa. Thì anh chị mình lưu ý đừng tiếp xúc gần với những con sứa thì nó có thể gây ngứa, đặc biệt đó là sứa đỏ.
Thì cách nhận dạng con sứa đỏ này là chân của nó có những chấm đỏ, màu đỏ. Và con sứa đỏ này có thể làm chúng ta bỏng rát nặng hơn, nên là chúng ta tránh tiếp xúc giùm em. Thứ hai nữa là mình ở đây là mình sẽ đi tham quan tắm biển. Thì các anh chị nào mình có con nhỏ, trẻ em, chúng ta luôn luôn đi đồng hành với các em nhỏ để có thể an toàn hơn, để tránh các em đi xa mình hơn ạ. Và cũng như anh Thế hồi nãy có nói, thì đoạn đường đi siêu biển chỉ còn tầm khoảng tầm từ 20m đến 50m thôi ạ. Thì anh chị mình để đi an toàn nhất thì đi trong khoảng tầm 20 đến 50m giùm em ạ. Thì chuẩn bị chúng ta rồi chiếc xe thân yêu này, thì anh chị vui lòng kiểm tra tư trang hành lý trước khi rồi xe giùm em ạ. Và nhớ mang mũ, nón, các thứ cần thiết để che nắng, để có thể giữ làn da của mình ạ. Dạ em xin cảm ơn ạ. Từ đường quốc lộ 1A chúng ta sẽ rẽ phải vô khoảng 1,5 cây là chúng ta sẽ đến với bến tàu và bến cảng Vạn Xã, để chúng ta sẽ đi tàu, gỗ hoặc cano để đi sang qua đảo Điệp Sơn. Và bây giờ anh chị mình di chuyển khỏi xe rồi, và em sẽ hướng dẫn chỗ để thoát nước để chúng ta có thể di chuyển lên tàu nhanh hơn ạ. Em xin cảm ơn ạ. Đây là khu vực chợ Vạn Giả, chợ hải sản cũng như là cái cảng tàu Vạn Giả, để đưa du khách đến đây để chúng ta có thể đi qua đảo Điệp Sơn tham quan vui chơi giải trí. Và cũng đây là một cái chợ để cho các ngư dân tập hợp tất cả những hàng hóa, các ngư sản khi mà đánh bắt cá thì sẵn về. Để qua đảo Điệp Sơn thì hiện tại bây giờ du khách có thể đi với những dịch vụ, một là lên tour. Lên tour thì bao gồm cả hướng dẫn viên, bao gồm cả tàu thuyền, bao gồm cả ăn trưa, vui chơi giải trí, tắm nước ngọt, vân vân. Và một cái dịch vụ thứ hai là chúng ta có thể tự túc đi. Thì một là chúng ta sẽ thuê cano thì nó khoảng 200.000 đồng một người. Còn nếu không thì chúng ta có thể đi tàu gỗ. Tàu gỗ thì rẻ hơn, nó khoảng 50.000 đồng một người trở lại. Nếu chúng ta đi cano thì nó khoảng chừng 20 phút là đến. Còn tàu gỗ thì chúng ta phải mất khoảng khoảng 40 phút.
Wow, đây họ đang lên hải sản đây, cá. Thùng 13 con chanh sơn. Lăng khe. Thấy cá bớp